Kính chào các bạn. Mùa báo cáo tài chính vừa kết thúc thì nhà kế chúng ta chuyển sang một công việc tiếp theo của kế toán, đó là in sổ sách. Nhiều công ty thì sử dụng phần mềm kế toán mang tên công ty khác để làm cho công ty của mình nên là sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc in sổ. Vậy hôm nay kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn một tool để đổi tên công ty địa chỉ nhanh và chính xác nhất trên Excel hoặc là Word. Vậy hôm nay, kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn một tool để đổi tên công ty địa chỉ nhanh và chính xác nhất trên Excel hoặc là Word. Các bạn truy cập vào website kế toán việt hưng.vn, chọn vào thư viện, phần mềm ứng dụng. Tại đây các bạn tải về phần mềm thay thế từ cụm từ hàng loạt trong Word. Các bạn nhấn vào chữ tải về, nhấn vào tải xuống. Tiếp theo các bạn nhấn vào tải xuống phần mềm thay thế từ cụm từ hàng loạt trong Excel. Khi tải xuống xong thì các bạn sẽ thấy được hai phần mềm giống như ở trong folder tôi đang lưu. Các bạn giải nén hai phần mềm này ra, chúng ta được hai file giải nén. Các sổ sách báo cáo các bạn rút từ phần mềm ra file Word hoặc là file Excel. Nếu như các bạn muốn đổi tên ở file Excel thì các bạn chọn vào File Replace Word Excel File, chúng ta mở ra và nhấn vào OK. Tại đây các bạn chọn file chúng ta lưu sổ sách bằng Excel. Tôi sẽ chọn sổ sách Hoàng Anh Excel, Select Folder. Như vậy các bạn có bao nhiêu sổ sách bằng Excel ở trong folder sổ sách Hoàng Anh thì phần mềm sẽ cập nhật lên cho các bạn trong phần file này. Và các bạn tích vào hai ô vuông giống như ở trên màn hình tôi vừa tích. Tại phần OTEC, tức là tên công ty cũ đang được thể hiện trong file Excel. Trong file Excel này thì tên cũ là công ty Việt Hưng và địa chỉ là số 2 ngõ 84 Trần Quang Diệu. Chúng ta thay tên trước, tôi sẽ điền tên công ty Việt Hưng vào ô OTEC này và điền tên của công ty Hoàng Anh vào ô NewTech, bởi vì tôi đang làm sổ sách của công ty Hoàng Anh. Sau đó các bạn bôi đen hết các file trong bên cột file và sang phần Attack, các bạn chọn Attack. Sau đó các bạn chọn Do Replacement. Đã thay thế xong, các bạn mở file Excel ra để chúng ta kiểm tra. Ở đây tôi sẽ mở phiếu chi. Lúc này các bạn sẽ thấy là công ty Việt Hưng được thay hết bằng tên công ty Hoàng Anh, thay tất cả các trang trong folder luôn. Tương tự đối với địa chỉ, các bạn copy địa chỉ của công ty Việt Hưng, tức là địa chỉ cũ, vào ô bên trái và điền địa chỉ của công ty Hoàng Anh vào ô bên phải. Tại dòng dưới này, các bạn delete đi. Và chúng ta cũng bôi đen hết tất cả các ô bên file, chọn Attack. Sau đó các bạn lại chọn Do Replacement. Phần mềm đang chạy thay thế cho các bạn. Đã thay thế xong, chúng ta lại mở lại phiếu nhập kho. Lúc này các bạn sẽ thấy được địa chỉ của công ty Việt Hưng ở đống đa được thay bằng địa chỉ của công ty Hoàng Anh, khu đô thị Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Và tất cả các thông tin đều được thay đổi hết. Như vậy, thực hiện rất là nhanh. Các bạn có thể kiểm chứng bằng file sổ nhật ký chung đi. Cũng ra được thông tin chính xác cho các bạn luôn. Đều là tên của công ty Hoàng Anh, địa chỉ là ở Hà Đông. Đó là cách mà chúng ta thay thế tên công ty và địa chỉ trên file Excel. Còn trên file Word thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Đối với file Word thì các bạn lại chọn Word Replacer. Các bạn nhấn vào OK. Tại đây các bạn chọn file, đến file Word. Tôi chọn là sổ sách Hoàng Anh, file Word. Chọn Select Folder. Tại đây các bạn cũng tích vào những cái ô vuông này. Ô OTEC bạn cũng điền tên công ty Việt Hưng và ô NewTech điền tên công ty Hoàng Anh. Sau đó các bạn cũng bôi đen tất cả các file ở bên ô file này. Các bạn chọn Attack Menu. Sau đó nhấn vào Do Replacement. Tiếp theo đến địa chỉ. Các bạn điền địa chỉ của công ty Việt Hưng vào ô bên trái. Điền địa chỉ của công ty Hoàng Anh là công ty chúng ta cần thay thế vào ô bên phải. Dòng dưới này các bạn xóa đi. Chúng ta cũng bôi đen tất cả các folder ở bên ô file. Sau đó chọn Attack và chọn Do Replacement. Các bạn mở sổ sách Hoàng Anh file Word ra. Ví dụ như tôi mở phiếu chi thì các bạn sẽ thấy được tên công ty Việt Hưng được thay thế toàn bộ bằng thông tin của công ty Hoàng Anh ở tất cả các phiếu chi. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách thay thế tên công ty và địa chỉ công ty trên Excel và Word một cách nhanh nhất. Chúc các bạn thành công!